thử thách vừa đu idol lại còn được du lịch Thái Lan chỉ với 15 triệu. Let's go! Thì hiện tại mình đi làm với mức lương là 15 triệu một tháng. Thì nên là để tiết kiệm được khoản tiền 15 triệu này thì cũng đã tốn 3 tháng của mình. 15 triệu này thì mình đã bao gồm đầu tiên là vé máy bay này, thứ hai là tiền khách sạn ăn ở và thứ ba là tiền vé đi concert của mình rồi. Vé concert bởi vì mình phải mua qua một bên trung gian, bởi vì khi mà mua vé concert ở nước ngoài ấy, thường thì họ sẽ ưu tiên cho những người bản địa mua trước, cho nên là để đảm bảo là 100% có được vé thì mình phải tốn thêm 700.000 tiền phí dịch vụ. Hiện tại mình đã có mặt ở sân vận động Thunderdome. Trời ơi, hiện tại ở đây đã có rất nhiều các bạn fan cũng đang chờ để vào xem concert của aespa giống như mình. Là rất là xứng đáng với cả những đồng tiền mình bỏ ra. Bởi vì là buổi không khí rất là khác ấy, và mình có thể nhìn thấy được thần tượng những người mà mình chỉ thấy ở trên TV ở khoảng cách rất là gần. Nếu mà năm sau nhóm nhạc mình yêu thích aespa mà tiếp tục tổ chức concert ở Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì tất nhiên lúc đấy mình sẽ up, gọi là mình sẽ tăng độ khó của thử thách này lên một level mới. Ví dụ như chỉ với 10 triệu đi xem concert aespa ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn.